ngày 21 tháng 9, Đội phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho hay đã phát hiện người đàn ông tên T, 24 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Cảnh sát xác định vợ chồng T kinh doanh online trên Facebook, sử dụng tài khoản mang tên Hoài Thu để đăng bài bán hàng. Sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân, Hà Nội, T đã dùng tài khoản trên lập nhóm hóng biến cháy lớn tại chung cư mini Khương Hạ, Hà Nội. Sau đó, T thấy trong nhóm có bài đăng liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư. Người đăng bài viết đã để lại số tài khoản và thông tin liên lạc để mọi người có thể liên hệ. T đã sao chép bài viết của người này và lên mạng lấy hình ảnh một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đặt ảnh đại diện cho tài khoản Facebook Hoài Thu. Dùng tài khoản này đăng bài kêu gọi từ thiện đã được chỉnh sửa thành số tài khoản của mình. Trong bài đăng, T còn mạo danh là trưởng khoa chấn thương và hồi phục bệnh viện Bạch Mai. Sau khi đăng bài, T cũng chưa nhận được bất kỳ khoản tiền ủng hộ nào. Đến ngày 16 tháng 9, vợ của T truy cập vào Facebook, thấy chồng giả mạo bác sĩ để kêu gọi từ thiện, biết là vi phạm pháp luật nên đã xóa bài đăng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi quyên góp, ủng hộ từ thiện phải xem xét mức độ uy tín của tổ chức, cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện, tránh trở thành nạn nhân của các kẻ xấu lợi dụng để trục lợi.